Hello mọi người, Zeno ngồi đây đợi các bạn vào xem video từ chiều. Và chúng ta đang có một vấn đề, đó chính là có đến 80% các nhà sư đang xem chùa không ấn đăng ký kênh cho mình, và chỉ có 18% những bạn đã ấn đăng ký kênh cho mình thôi. Và các bạn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, bật cái chuông thông báo bên cạnh để giúp mình có động lực làm những video mới tiếp theo trong tương lai nha. Hello mọi người, lại là Zeno đây, và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì đồng hành cùng với mình vẫn là một ngôi làng biệt đội mọi người. Mọi người. Người rồi sao anh núp đi đâu về không à? Giọng có vẻ anh có rồi. Uống cốc nước xong trời đất ơi, uống trộm cốc nước ở Bắc ra làng. Đây, hôm nay lại có mặt ở một ngôi làng rồi, nhưng mà không, hôm nay anh Golem thì chắc chắn không thoát nổi rồi mọi người. Lần trước Zeno giết đổ ăn cho anh Golem, nhưng mà hôm nay chắc chắn anh Golem mà không thoát nổi rồi. Pixel bảo là không phải phải đánh anh Golem đâu. Vào đây, vào đây, vào đây. Có gì rồi? Nhanh nhanh đi theo Pixel, đi theo Pixel. Nhanh. Có rồi hả? Cứ qua đây. Nhanh lên, đây là kho báu gia truyền của gọi là mấy bác người dân này để cho Pixel đấy. Đó, xem đây. Ui, đâu mang cho tên đó, mang cho tên đó đã, nhân bản nhá, mang đây, ở đây, thấy chưa, mang hết đây, mà vứt hết, vứt hết vào đây, đây mọi người, mình còn chưa kịp giới thiệu, đây vứt hết vào đây, còn gì không, đấm mọi người, đấm mọi người lên đó đi, ui rồi, ui, đấm đi, ui. Đó đi. Ok. Nhặt đi rồi đấy, mọi người nhặt đi, nhặt đi. Zeno cầm sắt đây, Zeno cầm sắt đây. Nhiều sắt lắm rồi. Ê, nhập 64 sắt rồi. Ui. Thế là hôm nay chúng ta đã không cần phải cho anh Golem đi chầu Diêm Vương rồi mọi người. Ui. Có cánh cổng đi Google, làm một cánh cổng to to tí nha anh. Chết rồi, em hết hàng đi khác. Rồi đi. Ấy chết nhầm. Khang đứng im, ngồi im. Nào, đấm lên một cái để lấy. Đấy, lấy đi. Có rồi. Này, cho thêm 64 hắc điện thạch nữa này. Nhiều cúp dã man ạ. Ai có vàng đấy nhỉ? Táo tí làm 8 vàng ha. Tí làm 8 vàng. Ăn bún và táo á. Tẹt bô. Đâu? Thít. Này, cho Zeno một từng này, chắc là đủ dùng rồi chứ. Này, nữa này. Rồi thế đấm đi, đấm vào người Zeno đi. Đó. Ui giời ơi, thịt. Được. Bây giờ để làm cái giường ấy nha, cất bớt đồ vào không là nó nhiều quá rồi. Ui lấy táo vàng ăn gì? Đây, táo vàng Inchan đây, không lấy, lấy táo vàng Inchan đâu ra mà? Anh nhìn kim tự tháp bên này, TB banh. Thế à? Có à? Ui, Khang đâu? Bật chưa? Yeah, bật được rồi. Bật chỗ nào? Đâu? Chưa. Ý là cái này. Hello motherfucker. Đây cái này à? Thế cái kia kia xây để làm gì á? Hay mất công thật sự. Tào lao. Đi, chúng ta đi xuống mai kiếm cho Zeno xin một viên kim cương. Một. Ok. Có táo vàng anh chan đúng không? Ok. Ngon ngay. Đây, lại phải cất bớt đồ đi á. Lên coi. Ôi yeah. Cái này được này chứ đâu. Cái ngang này được này. Thật sự. Đâu cái nào? Đây, ra đây mà xem. Đã bảo rồi, cái bé thôi thì mới được, cái to nó sẽ không được đâu. Trời ơi. Không đặt được rồi nước ạ. Nhìn như TV okay. 24 inch nhỉ. Quay, chia nhau nhá, mọi người đi tìm kim cương Pixel xuống dưới kia, đi tìm cái chỗ pháo đài. Ê, trước. Ai, mà đấm anh cho nhân đôi TNT phát. Làm gì? Đốt nhà mà. À thôi mình tự ngã được. Banh, đằng sau. Có gì? Ừ, lấy, à đây, có táo kim vàng cương. Đây, kim cương. Này, táo vàng. Nhân bảo táo vàng là nhìn chan đi. Cầm Zeno bây giờ, trong người có cái gì? Từ đâu, đợi tí nhá. Đây có táo vàng thường, à thôi không nhân bản táo vàng thường đâu. Emerald à? Chắc không cần Emerald đâu nhỉ? Vàng á, vàng bình thường có cần không ta? Có. Vàng sang đổi. Đây, rồi, vanh đấm nhân bản, đấm đi. Chả cần vàng đâu, đúng nghe, chả cần đây, vàng. Đây, cầm cả đấm. Cái này nữa này. Cầm TNT nữa. Nhặt. Đấm đi. Rồi, sao lấy đâu ra giày? À, trong đồ trong ấy nó cũng... Trời ơi, đồ mũ các thứ nó cũng nhân bản nữa. Rồi, thôi sao? Bây giờ cầm mỗi táo vàng thôi gì đồ ạ. Quên, Zeno mặc đống đồ thôi, nhưng mà rồi để Zeno cất đống đồ này đã. Rồi đủ đấy, rồi đấm đi. Ui. Trong khi kim tự tháp có luôn, đấm đi, đấm nữa đi.
Một viên kim cương rồi, thôi 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 thôi, 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 thôi. Chỗ này ai ai thiếu kim cương qua đây lấy nhá. Một viên kim cương lên, một tấm kim cương rồi. À, thiếu ơi. Này, núp núp đằng sau cho một cái. À, ở chỗ kia có khu mỏ kìa. Khu mỏ, à lấy sợi chỉ làm cung. Ờ, đây, đây sợi chỉ đây. Quá. Đi lên. Quá. Sao thế nó lại về đây rồi? Mày bị điên à? Video kéo à? Kéo ra đây luôn rồi. Ừ. Kéo luôn chỉ rồi. Đây này. À đây đây có nhiều nhiều kim cương lắm này, ai cần thì ra đây nhá. Vì à, sao đặt màn chế tạo đây? Đi xuống kiếm Netherit luôn đi. Đi đi, chúng ta đi xuống kiếm Netherite. Netherit cũng không biết nữa. Kệ nó đi. Mọi người hiểu là được, chúng ta hiểu là được. Oh my god. Ok. Đọc đúng chúng ta có được thêm tiền đâu, chúng ta cứ đọc sai cũng được. Ok. Từ giờ cứ chuyển khoản sai cho Zeno tiền nhá. Ok. Ok. Ông bằng chính đúng là okay. Ta chính xác cũng được. À, đi tìm sợi chỉ đã. Bây giờ Zeno sẽ đúng đi rồi. Tìm Zeno có cách tìm Netherite nhanh lắm. TNT đi. TNT nuôi Zeno để trong dương ấy. Từ bây giờ mình sẽ đi xuống chỗ thành núp à, núp có. Đây đây, núp đây. Này. Sợi chỉ. Mỗi người 25 sợi chỉ. Ui, sợi chỉ. Ai núp kia kim cương này. Đâu, ở quên mất núp cho có kim cương. Để Pixel đi à, lửa mới thì có. Wow. Gì? Wow. Rồi thế rồi, không lấy nhiều. Nhiều quá rồi, trời ơi. Nhiều quá, dùng không hết rồi. Một sợi tách thôi, này, núp, đấm cái Zeno đi, đó phải chế, đấm Zeno đi, đó phải chế. Đây. Đây. Ok. Đấy, đấm đi. Ui, nó phải chế luôn. Ngon. Không có kiếm à, Không có kiếm, có kiếm kim cương kìa. Về chỗ khác đi, cổng địa ngục đi. Rồi, banh đào xuống tầng 13 này. Nhầm, mọi người soi ngay bây giờ chứ. Buồn cười rồi. Làm Zeno ít mũi tên nhá. Đây. Phanh, ok. Phanh đấm Zeno đi, Zeno cho cái này này. Cho gì? Đấm đi. Có TNT rồi, thôi đừng đấm, rơi đấy đây. Ôi. Phanh cũng có tao vàng kìa. Đấm đi. Vì sao đấm Zeno đi. Thanh niên này. Đấm đi Phanh. Đấm đi. Zeno đừng đấy nhá. Cái này hướng kiểu ăn không chết được đâu, không chết nổi đâu. Này, cho cái cung, đấm rồi cho cái cung này. Ok. Đi à, nổ à, nổ à, ok. Nổ đi Vanh. Đây nè. Ui giời. Thôi. Nhiều quá. Nổ hết đồ đi. Ôi, full hết được rồi. Ui. Tìm rồi. Ấy kìa, một Netherite ở trên kìa. Đâu? Trên kìa. Trên đầu ấy. À thế, hình như 4 cái này mới được đúng không? 4 cái này mới được, 1 thôi. Lấy một cái xong nhân bản. Ờ, lấy một cái. Banh đào đi Banh. À, đâu để Pixel lên đào cho. Rồi, để Pixel lên đào cho xong 4 thanh niên cùng lên luôn. Bốn thanh niên thi nhau chui vào đào chứ. Ui, 2 cái mà chứ có phải 1 cái đâu. Ui, 3 cái này, thôi lấy luôn 3 cái đi nhân bản cho nhanh. Ui, nó nhiều quá rồi, thế nên nào, lọc cổ lên luôn. Đây, Netherite. Nhận chưa, đây rồi. Mảnh vỡ cổ đại 1 cái. Nhiều cung quá trời luôn. Ui, full hết cả dương đồ rồi. Đâu? Nhân bản. Một thanh niên nhân bản thôi. Ê, Banh có 2 rồi. Từ đi về chỗ anh nhiều đồ quá rồi. Về. Thanh niên nào ở nhà không? Thanh niên Khang nhà mà. Ok. em nhà. Đây rồi. Đây rồi. Lo nung, lo nung. Ui, nhà sạch, nhà mát luôn. Ui. Ok, này nè, Khang đấm nữa. Khang đấm lên luôn đi. Khang đấm lên luôn đi. Đừng đấm nữa trời ơi. Đấy, đấy đồ quả đấy đồ đấy. Ở đây cho nổ giờ. Đấy đồ đi. Ui, anh em bắn hình lúc à, nhân bản mũi tên cho mọi người mấy. Cả tấn này. Ok, nhiều bạn. Ui. Ui. Nhiều lắm rồi. Đấy. Ui. Đấy, lại đây thoải mái. Nhà giàu quá, không có gì á. Trời ơi, gì đây? Thề luôn ạ. Này, thanh niên đã ăn xong không đạp đổ chứ. Trời, đi loot hết của nhà người ta xong bắt đầu đi. Loot hết của nhà người ta xong. Cho đổ hết đồ đi, ông lag quá. Nghe láo thật sự luôn. Ok, chúng ta đi tìm một viên ngọc Ender thôi nha mọi người. Có ai tìm hộ Zeno ở đâu để vừa nói xong, vừa dứt khỏi mồm xong. Đây có xem có cái dương nào. Ui. Cái gì đây? Ui, sợ quá. Cái gì nổ đây? Gì đấy? Thanh niên Banh, chắc chắn anh niên Banh. À, có cái dương này à. Cuốn sách sức mạnh 5. Ê, nhân bản. Nhân bản đi. Từ. Ui, có chai kinh nghiệm kìa. Ui, đầy đồ rồi. Nhiều đồ quá. Con nhện này nó...
Con nhện này nó cho nhiều đồ quá nhỉ. Rồi. À cho nổ chỗ con nhện đi. Cho nổ đi. Ôi giời, con nhện còn cho cả một stack đây này. Bom, ui giời, bom. Không đau, nổ. Đau 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 đau. Đau đau đau. Đau đau. Ai muốn lấy kinh nghiệm ra đánh mỗi nút rồi. Đây. Ok. Đó. Đây ra đây đánh đánh đồ vào trời ơi không đánh đập chết bây giờ đập tay đập đen nút măng đấy nút cầm mỗi kinh nghiệm rồi đấy đập tiếp đây đập tiếp đây ok, okay trái kinh nghiệm ui ui ok 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 rồi ơi nhiều giá mà luôn ạ. Này chỉ một thanh niên in chat thôi xong rồi còn lại cho những thanh niên còn lại rác luôn rồi nhưng mà xóa đồ đi. Ôi ơi. Tính ra là chỉ cần một người vip tôi là cả đám vip được mà. Quá chuẩn luôn. Đúng, 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 đúng. Nhặt đồ. Nhặt rác người thôi. Có ai có bàn in chat không? Đâu, mình phải đi tìm thêm cả Ngọc Lưu Ly nữa. Ô đừng đánh nữa, nhiều đồ lắm rồi. Mà sốc đồ đây. Sốc đồ luôn, nhiều đồ quá sốc. Nhiều đồ quá mà. Đây Lưu Ly vừa nãy kêu Zeno đi, kêu đi mai Pichao có này. Thôi nha. Ok. Có cuốn sách này. Đâu. Cái bàn Inchan nó ở chỗ Lào ta. Đây. Một bàn Inchan này. Mọi người ra đây mà dùng ké này. Không biết để đâu nó hợp lý mọi người. Đấy cứ để giữa thôi. Ui giời. Để đấy nhá. Được okay. Thì được mà không được thì được. Đây, mỗi Zeno cứ Inchan đi, tí nữa cho Pixel thơm lây là được. Không gì đâu. Không. Trắng kho đồ tí toàn nữa đồ 1 nè, trời ơi. Vẫn là đồ để rồi mọi người. Thôi kệ đi. Có hơn không nhá mọi người. Này, ai đánh Zeno mà lấy đồ này. Đánh đi. Nào. Đánh đi, đấy đồ đấy. Thấm đi. Có bao nhiêu fan cũng sẽ đánh hết. Ôi, nhiều quá, no. Nhiều quá. Ai đấm thôi mà đấm thôi chết quá rồi rồi không rồi mình đứng đây mình lọc cái đồ xong là đi xuống giết con rồng nha mọi người. Ok nhiều quá rồi áo hát thế này đừng. Ui, đánh nhau nữa cái đe xin cái đe đi xin cái đe đe xin cái đe kìa. Thế này lọc đâu hết đồ ai cung kết đâu cung đầy hay. Đây, mũi tên này, cung này. Không, nó không cần. Rồi. Zeno nhặt hết đây, từ A Zeno đứng im. Đó, để núp lấy hết những gì Zeno có. Đó, thế là được. Ủa, okay. Ra để đi đặt đen mất thời gian. Okay. Nè, có đen này Zeno. Không, Inchan không có Inchan à? Ờ nhở? À đây, bây giờ mới ép. Đây, cung bật nùi cộng sức mạnh. Rồi. Nùi. Đây nhá, mọi người chuẩn bị lấy cung này. Let's go rồi. Này đừng nói mấy thanh niên về hết đây không tìm được strong house nữa nhá. Đâu? À đây banh tìm rồi. Ok. Let's go. Đi nào mọi người ơi. Số 4. Này chuẩn bị vứt Ender Beer cái một đống ấy luôn này, đống đồ luôn này. Một lần nữa. Đi theo đi tôi. Ấy. Ui. Ui, đồ nó rụng kìa. Đồ nó rụng coi. Tấn công! Rồi đi! Đặt TNT giết con rồng đi. TNT! Nguyễn Đô đừng đánh tao nữa, trời ơi! Ui! Ok. Ui, bay qua rồi! Bùm, bay qua nè! Ui dồi! Giết con rồng! Bay qua nè! Ui, hơi thở rồng đau quá! Rồi thế nó còn mỗi hai cái lồng thôi, còn hai lồng bé là hết rồi. Đây, pizza đặc bánh đây. Được không? Đây. Tí cầm trứng rồng ấy. Ừ. Trứng rồng. Nhân rồng trứng rồng. Quả hợp lý. Nhắm xuống kìa, dứt nó. Nhắm đi. Wow, mất ít máu quá. Vô lý. Bắn nó đi, mọi người. Nó lại đậu xuống rồi. Quá trời ơi. Ơ xong một quả thì nó lại mất nhiều máu. Nhiều quả nó không mất nhiều máu. Mấy quả kia sao là nó không nổ đúng. Ui. À, bay rồi. No. Lại bay đi. Đuổi theo nó. Mày chạy đâu con trai? Mày chạy đâu? Này bạn này giết rồng nhanh thật sự. Ui. Wow.
bắt chúng con ăn đâu. Trời ơi. Lại là Pixel, Pixel bắn. Lại là Pixel à? Rồi, thế nó làm hết rồi, Pixel ăn bắt cuối thôi. Tào lao. Đây là người ta lát hit hiểu không? Ăn đất. Ok, ok các bạn ơi, thì chắc là clip ngày hôm nay của mình đến đây thôi. Đấy, và nếu các bạn thích cái chế độ mà nhân bản đồ này của mình, hãy để lại cho mình một like và đăng ký kênh của mình, cũng như kênh của tất cả thành viên trong group team để ủng hộ mọi người nha. Còn bây giờ thì bye bye. Bye bye, bye, bye.